Vâng, chào các bạn. Chúng tôi từ Tokyo đi tàu điện hơn 2 tiếng đồng hồ và đi xe buýt tầm khoảng 1 tiếng. Chúng tôi đã có mặt tại chân núi Phú Sĩ. Và hiện nay chúng ta được ngắm Phú Sĩ. Trời hôm nay là rất là nắng, nhiệt độ ngoài trời khoảng 20 độ. Vâng, mời núi Phú Sĩ này cao 3.700m so với mặt nước biển. Vâng, mời tất cả các bạn xem phong cảnh của xung quanh núi Phú Sĩ nhé. Vâng, bây giờ trời nó rất quang mây. Mấy người ngồi rồi. Vâng, rất nhiều người đến đây để đây trên đỉnh đây. Vâng, đồng hành với mình là còn vợ chồng con gái nhà mình nữa. Hàng cây cũng chuyển sang màu đã đỏ dần rồi. Thank you.
Rất là đông người đến thăm khu du lịch này nhé. Đây là rừng trông rất là đẹp, toàn cây không bị chặt phá như ở Việt Nam. Các bạn ngắm lại núi Phú Sĩ một lần nữa nhé.